554,000 people in the United States were homeless on any given night in year 2017, including nearly 58,000 families with children, meaning they didn't have a safe, permanent place to sleep. That figure represents a 1% rise since 2016. The first time the nation's homeless population has decreased in 7 years. Hello, hello, chào các bạn nha. But the country's biggest cities, especially those on the west coast, have seen a far bigger rise in homelessness. Chào tất cả các bạn, chào Phạm Đức Vượng, chào cả nhà nhé. Mình đưa cái này lên để cho cái bọn ba que mà suốt ngày chê Việt Nam này kia các thứ để nó nhìn. Và những cái người mà cứ mơ mộng đi Mỹ đó, ở đâu cũng nghèo hết, cũng có người nghèo, người giàu cả. Việt Nam cũng rất là nhiều người giàu, đâu nhất thiết phải ở Mỹ đâu. Mỹ cũng là giàu có nhưng mà không phải là hoàn toàn là thiên đường đâu các bạn. Đó. Sống ở một cái nước tư bản giàu có như thế mà không có nhà ở thì mới là nó còn tàn tệ hơn cả là ở Việt Nam không có nhà ở, đúng không? Ở đây là người Mỹ nha. Ông này nói là bây giờ Mỹ người ta nói xấu đất Mỹ, bây giờ đội những cái người này phải chuyển đi đâu ở tị nạn sang Việt Nam à? Em chào các em, đang ngồi uống trà hay ngồi nói chuyện chơi tí. Chào tất cả các bạn. Đó. Ai nói ở Mỹ sung sướng hoàn toàn đâu. Ở đâu mà không có người sướng người khổ. Đó. Ở đâu mà chả có người nghiện ngập. Ở đâu mà chả có cái sướng cái khổ. Mà nghiện ngập ở đâu ra. Những cái bạch phiến, những cái này cái kia là cũng từ cái bọn Mỹ và từ cái bọn giàu có đấy nó làm ra, chứ người Việt mình đâu có làm ra những cái thứ đó đâu, đúng không? Chính chúng nó làm ra, xong rồi chúng nó làm giàu. Chúng nó làm giàu rồi chính cái người dân nó bị ảnh hưởng, đúng không? Rồi toàn thế giới đều bị ảnh hưởng đối với cái chất ma túy, rồi những cái chất đó để làm cho người dân khổ. Có tiền cũng từ những cái đó mà ra, mà khổ cũng từ những cái đó mà ra. Cái đó nó gọi là gì? Hiện đại á. Many communities make it a crime to live outside. Có thằng ba que nào vào đây không? More than 80 cities. Đó. Chúng nó nói là ở Mỹ sướng lắm, người vô gia cư là được phát tiền nữa cơ, à quên, được chăm lo đầy đủ. Nhưng mà vì hôm nọ cái thằng ba que nó nói cái gì nhỉ, vì người ta không thích ở trong nhà cho nên người ta thích ra ngoài đường ở tư bố cái bọn ba que này. Nói ngu như bọn chó. Đó. Thấy mọi người thấy không? Khổ chưa? Người già nhá, đâu có phải người trẻ đâu.
trẻ cũng có này. Này, có cả trẻ con nữa cơ. Sexting human. Nhân quyền đã bị run rẩy. People need job. Người cần việc làm. Người cần việc làm cho nên nó mới tất cả mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, đất Mỹ chưa? Sung sướng chưa? Đó, nhà nèo mọc giữa thành phố. Nó mọc lên. Đó. And while wage growth has remained flat for the past 20 years, the median rent for a vacant home or apartment has doubled over the same period. Nó hello Lisa Vũ và các anh chị em yêu nước chân chính, chào tất cả các bạn nhé, chào tất cả những ai nhìn thấy cái video này, xem cái clip này của Lisa. Đây là những cái gì mà Lisa đưa lên cho các bạn xem, những người Việt Nam xem và những cái người đang hiện giờ đang sống ở hải ngoại mà suốt ngày chê Việt Nam rồi nói này nói kia chỏ mỏ về Việt Nam trời lung tung đó. À, đây là cái số lượng mà homeless vô gia cư Việt Nam nghèo cũng không có cảnh như thế này. Rồi cho dù người ta không có nhà người ta ở thì người ta đi ra ngoài đường người ta cũng còn biết nói biết nghe, các bạn biết không, cái đó là cái hơn người homeless ở Việt Nam, người vô gia cư ở Việt Nam hơn người Việt vô gia cư ở Mỹ. Ở cái chỗ đó người ta không bị câm. Định Nam gái Hải Phòng, gái Hải Phòng không nòng vòng. Người ta bảo gái Hải Phòng đánh đá. Đó. Thấy các bạn nhìn thấy không? Ông này bảo là người ta nói điêu nói ngoa rồi đây. Thế những cái người này á, đó, khổ chưa? Đây là dân Mỹ nó nói nhá, chứ không phải là dân cộng sản nói nhá. Mấy thằng bao que còn lá đâu. Tôi vào đây, các bạn gọi chúng nó vào đây các bạn ơi. Cho chúng nó xem để đập vào cái mõm chúng nó. Em hiền lắm. Yeah, em hiền như ma sơ. Đó. Sung sướng cuộc đời, giàu ở cái thế giới này á, chỗ nào mà ở cái đất nước nào mà không có người giàu người nghèo, đúng không? Đây, nhưng mà cái mà mình muốn nói đây là tại vì chúng nó sang đây chúng nó không có, chúng nó chỉ nói lên cái mặt đẹp của đất Mỹ thôi, nhưng nó không nói về cái mặt trái của đất Mỹ, những cái gì xấu ấy, thì nó không dám chấp nhận. Đó. Gái emergency rooms and other expenses while providing permanent housing for the same person. Sướng chưa? Nó bảo là người ta không thích ở nhà, người ta thích đi ra ngoài đường, người ta nằm. Bố bọn điên này. Chị gọi tên em cái gì? An analysis maps the number of homeless people per 100,000 residents in every U.S. state plus Washington D.C. Đó, sướng chưa? According to the researchers, à, những người homeless ở bên Mỹ thì chúng nó nói là tại vì người ta nghiện ngập rồi người ta này kia cho nên người ta mới bị như thế. Đó, cái số lượng của từng cái tiểu bang đó, số lượng mà vô gia cư. Thế nhưng mà ở Việt Nam mà homeless mà vô gia cư thì chúng nó nói là vì cộng sản, vì chính quyền, còn đây là vì người ta nghiện ngập đó.
California, in New York. Việt Nam không có người nghiện ngập. Các bạn có biết người Việt Nam ở bên này á, rất là thích cờ bạc không? Nghiện còn ác man nữa. Đó, ba que đâu? Việt Nam hầu như không có vô gia cư hoặc có. For decades, the US has suffered a homelessness problem. And more than the economic and human costs. Việt Nam đi ra mồ ra gì à? Affordable housing crisis. A new analysis suggests a correlation between the two epidemics. Việt Nam có thể đi ra sông, ra hồ, ra ao, xong rồi bắt cua, bắt ốc, rồi bắt nọ, bắt kia, mang ra để bán, đúng không? Hay là trồng rau, nuôi nợ, nuôi gà, nuôi gì đó. Chỉ trừ những người lười biếng thôi, chứ còn nếu mà người ta chịu khó thì chả ở đâu mà chết đói được cả. Nói chung là như vậy. Ý em ấy nói Việt Nam đó chị. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, còn những người là nếu mà cuộc sống ở bên này nó hiện đại như thế, mà sống trong cái cảnh như thế này thì mọi người thường nghĩ như thế nào? For example, has been scarce in recent years. Em chào chị Lê Sa Vũ, anh Nam Định cùng cả nhà thân yêu. Chào em Diệu San, chào tất cả các bạn. Ở Việt Nam, người gia cư là người không thu tiền. Nếu có thì đưa vào trại cai nghiện, trại nuôi dưỡng, rồi ngủ cùng chó. Nghe ở bên này nó toàn ngủ với chó thôi, nó coi chó còn hơn đàn ông mà. Chó là đứng trước đàn ông luôn. Homeless people per 10,000 residents. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn đang muốn xem gì về đất Mỹ nữa thì sạp tiền cho các bạn xem. Ừ. The median home value in Hawaii is around 620,600. Để xem mấy chỗ nào nó rõ ràng một tí cho nó sướng. Xem cái này nó nói về gì. Đây hình như sống ở đâu đây? Tài liệu về những người homeless, chuyện thật. Real story. Gần cầu. Rick, we're here right at the mouth of the tunnel. Vegas, you say this is your summer home. Đây, hôm nay là gầm cầu. Ai nói ở Mỹ không có người sống gầm cầu? Đừng có nói Việt Nam nhé. Chắc cái này lại tại cộng sản thôi. Panhandling, washing windows, pumping gas. Chào tất cả các bạn có ai biết thằng nào ba que kêu nó vào đây là chửi nhau trận cho vui. I go out, I try to earn what little change I can instead of just standing around on the corner somewhere or standing around just chasing people. Hey, give me some change, which is why I've been able to survive so long on this block. Này nó nói rồi, các bạn chẳng hiểu mất thời gian. Nhìn những cái cảnh nào nó nhanh để cho mình nhìn thấy. So what's your future like? Well, there was a point in time where I thought I didn't want one, didn't have one, you know. Well, a lot of that's changed in the last... Well, last year. If you had three wishes, what would they be? Wow.
be self-sustaining for one thing, or I could be able to just go ahead and do the move I want to move and be able to sustain myself and not have to rely on. Check on. We live I wish in I was famous car. So I could buy houses for không my parents, nhà ở, ở buy trong cars, cái xe. I could buy money, I can give them đây whatever they con. Want. 50,000 children are homeless this year in Florida. 50,000 người trẻ con bị homeless mỗi cool một năm. With nobody around you. No phone. Florida. No club. No. No money, no không có tiền, không có cái gì cả. No nothing. Không có cái gì. Tyler, show me how you slept on the cement that night. Này, mày nói cho tao biết là mày ngủ như thế nào. Thế là nó nói cho cái thằng bé đó nó ngủ như thế. I'm stressed because then we won't have enough money and my parents will be stressed. And then they'll be so stressed that they won't be nice because they're stressed. And it just makes me really sad and stressed. So I've been moving a lot, leaving my friends, my best friends. And I just don't like it. Đó, lại nói nào, không có trẻ con nhá, không có trẻ con homeless nhá. Đó là trẻ con homeless nhá, trẻ con vô gia cư nhá. Còn đây là disabled homeless woman, sleep on the street. Đây là người tàn tật. Brenda. Yes. Yeah, that's my name. We're here in New York City. Yeah, I came here in January. You're sleeping right here. Right. The streets on 7th Avenue. Yeah, I feel safe here, and there's always people around, and it's lit up pretty well. And if it rains or the weather's bad, I can go into Penn Station. So what happened? Well, my life was pretty good, actually, I thought. I worked 35 years. I graduated college, but in 2011, I entered a bus in San Diego, California. And as I stepped into the bus, someone stepped out of the bus, but the driver was looking at the man stepping out of the bus, saying goodbye to him. Didn't know I stepped in the bus, so when he moved the door to take off, he knocked me down. I wasn't hurt yet. It was when he floored the gas pedal, my left leg swung across. Đến đây bà ấy nói là bà ấy đi lên cái bà bị tàn tật bởi vì bà ấy đi lên cái xe bus. Thì cái xe bus có một người đi xuống thì bà ấy đi bước lên. Thì cái người xe bus á, người lái xe bus á, người ta mới nói bye bye với cái người bước xuống thì bị không nhìn thấy bà ấy bước lên. Thế là bà ấy bị ngã bị sao đó. Slammed into the steel door. It didn't have rubber on the door. The bus thế là bà ấy bị tàn tật. Đó, đây là người tàn tật nhá. He didn't follow a protocol. They didn't bring a supervisor. They didn't pull the bus. He just went on normal schedule. So you were seriously injured. Well, permanent nerve damage. I mean, I've had nerve conduction tests and 4 MRIs. I'm permanently damaged. I can't bicycle. I can't run. I get what's called pain inhibited, and I can only take baby steps. My legs close up. Like a flower, almost kind of like that. And, but you weren't able to. Well, đây là người tàn tật nhá. Nói qua cho các bạn hiểu. Well, I filed a lawsuit myself. Còn muốn biết về cái người gì nữa? But this lawyer, young lawyer, was recommended. Này, vụ gì đây? Chính phủ phải chịu. Chính phủ phải chịu trách nhiệm. Đừng đổ thừa. Nghiện ngập. Đúng rồi. Chúng nó thường nói là như vậy mà. Chào cả nhà. Đó, mình tìm những cái nó nói ít thôi để có những cái hình ảnh cho mọi người xem. Đó, nói là nhiều bạn cũng không hiểu tiếng Anh thì mình cũng mất thời gian đúng không? Đó, đây là người tàn tật nhá, nhìn thấy các bạn đã nhìn thấy là họ tàn tật nhá. Chứ không phải là bảo là họ nghiện ngập này kia các thứ. Đúng không? Tại sao người ta ngủ ngoài đường, ngoài chợ này kia các thứ. Mấy cái đứa trẻ này nó đi, nó chụp những cái hình ảnh này.
Thế vậy thì bây giờ cái bọn lũ ba que giải thích hộ cái là những cái người nói xấu về đất Mỹ này trục xuất họ đi đâu? À, họ chê nước Mỹ đó, lũ chó chết. Mẹ chúng mày cứ há mồm ra một cái là mày chê Mỹ sao mày không về Việt Nam mà về cộng sản mà sống? Ngu chết con mẹ luôn, chúng mày là một cái lũ ba que, là cái lũ đầu óc tư tưởng nô lệ, không dám há mồm ra nói một cái gì hết. Sống như thế chết bà chúng mày đi. Là ai chẳng có thì đáp đúng không chị? Việt Nam là quốc gia hạnh phúc hơn nhiều. Chính xác là như vậy. À, ở đâu mà không có những cái cảnh này, nhưng mà chào các bạn. Ở đâu mà không có cái cảnh này, nhưng mà mình ghét cái là chúng nó cứ tuyên truyền xong rồi chúng nó nói những cái giọng điệu như thế. Người ta sang đi đâu người ta ở mà không đấy. Bây giờ Mỹ nó chỉ mong người Việt nó đi sang du học nhiều để làm gì? Để nó lấy tiền. Lấy tiền thì chính phủ nó mới có tiền. Có tiền dư thì mới phát được cho cái bọn mà ăn trợ cấp, ăn tiền già này kia các thứ đấy. Nó cũng giống như một cái gia đình thôi. Thì bây giờ gia đình khó khăn thì mình phải tìm cách này cách kia để mình buôn bán hay là mình này kia các thứ, đúng không? Ở đâu cũng thế. Nói thu gọn là cho một gia đình đi, đúng không các bạn? Ở Việt Nam hôm nay mát hay là lạnh? Hôm nay ở đây lạnh lắm. Quá khó, còn khổ hơn Việt Nam. Ở Việt Nam còn sướng hơn ở Mỹ. Ở bên này á, nên xã đã nói rồi, ăn uống thì nó là chuyện bình thường, nó là chuyện nhỏ thôi. Thế nhưng mà về cái cuộc sống nó đòi hỏi rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như Việt Nam, nhà mình nghèo, nhà mình không có điện thì mình đốt đèn dầu hay là dùng những cái khác thì cũng chẳng ai cười mình hay là cái gì cả. Nhưng mà cuộc sống ở bên này, ví dụ 100 người, người ta 80 người người ta có xe đi mà 20 người không có xe đi thì là nghèo khổ rồi, làm rất là khổ cực rồi, đúng không các bạn? Tại vì mình sống trong một cái đất nước rất là hiện đại mà mình lại là một cái tầng lớp mà mạt dẹp nhất của cái đất nước hiện đại thì mình đâu có cái gì là tự hào đâu. Thà đừng nói nữa để cho người ta chửi cho. Ở nước bọn đầu đất đấy chị mất công giải thích làm gì? Giải thích thì nói làm sao nhỉ? Nó nói thì mình nói để cho nó mở cái đầu ra. Thực tế là mình nghĩ rằng nhiều khi những cái đứa đấy nó cũng không hề biết được cuộc sống ở bên ngoài như thế nào. Nó chỉ ở trong cái nhà của nó thôi. Tin tức thì không được xem, mà xem thì bị bưng bít. Cái bọn cái lũ chống cộng có bao giờ nó đem những cái gì của cái đất Mỹ, của cái đất hải ngoại ra xấu xa để nó nói đâu. Đấy, các bạn xem không? Nisa nói thì nó bảo là mày chê Mỹ sao mày không về Việt Nam mà sống. Đó, cho nên những cái thằng làm tin tức nó cũng không dám nói. Đó, nó nói thì nó sẽ bị sợ là bị cái bọn kia nó nói. Đúng không? À, mày sang đây mày sống rồi, mày còn chê này kia các thứ thì mày về mới cộng sản đi. Cho nên là chính bản thân chúng nó mù tịt. Đó, cho nên là mình phải cho chúng nó mở cái mắt ra. Nisa là Nisa ghét cái bọn ở bên này cho nên Nisa nói thôi. Mấy cái thằng mất dạy, mấy cái con dốt nát, ngu dốt cho nên Nisa mới đập vào mặt chúng nó thôi. Chứ còn thực ra mình sống ở bên này rồi, cuộc sống ở Việt Nam thì mặc dù Nisa có gia đình ở Việt Nam đấy, nhưng mà mình đâu có ngày ngày mình sống ở đấy đâu, mình cũng chưa có thể hiểu hết được ở Việt Nam. Mình cũng không dám nói. Nhưng mà những cái vấn đề mà nó là vấn đề chính hoặc những cái gì mà chúng nó tuyên truyền, chúng nó nói ra ở bên này sai sự thật hoặc là những cái mà chúng nó không biết thì mình nói. Có khả năng là chính những người đấy người ta cũng không biết, cũng không hiểu nữa. Người ta chỉ sống trong cái cộng đồng đó thôi. Cho nên người ta không hiểu, không biết. Nó không mù đâu, nó chỉ ngu thôi. Đúng rồi.
home farm. Hải Phòng đang nóng chết đi được chị ạ. À? Ừ, thế mà nhìn thấy chị mặc như thế này chắc toát hết cả mồ hôi. Chuẩn bị đi chơi. Hôm nay đi Xí Sơn. Các bạn có biết rằng ở bên này nhiều những cái ông chồng, những cái tư tưởng của những cái người đàn ông sống bên này đấy, hoặc cả kể cả đàn bà nữa, vẫn còn cái tư tưởng giống như cổ lỗ sĩ, cổ hủ đấy, lạc hậu á. Chẳng hạn người ta đi chơi, đi đi bar, đi club hay là cái gì đấy thì lại cho là chồng ấy, ví dụ như có vợ thích đi những cái chỗ đấy thì là không thích, cấm đoán, rồi là những cái người khác thì không đi được ấy, thì lại cho là những cái người người nào mà đi ấy, thì là những cái người không được đàng hoàng. Nói chung là cái cuộc sống ở bên này, tuy rằng họ là ở hải ngoại nhưng mà cái đầu óc của họ vẫn còn rất là lạc hậu. Lisa áp rồi nhưng mà không biết tại sao nhá, Hùng Phạm muốn lên nhưng mà tôi xoay cái điện thoại ra. Thì mình cũng dẫn chứng cho các bạn biết là tuy rằng họ sống ở bên cái đất nước mà nó văn minh, mà nó thoáng, cái tư tưởng nó thoáng, nhưng mà họ không có thoáng đâu. Họ vẫn cứ cấm đoán vợ, nhất là những cái ông chồng ở bên này. Cấm đoán vợ không cho chơi với người này, cấm vợ chơi với người kia, chẳng hạn như vậy. Những cái ông chồng ấy rất là cổ hủ ở bên cái, sống ở bên này nhưng mà vẫn còn rất là cổ hủ. Nên những nhiều những người vợ người ta bị nằm trong một cái khuôn khổ, các bạn hiểu không? Tuy rằng họ rất thích làm những cái điều đó nhưng mà họ không dám. Họ không dám vượt qua những cái chuyện đó. Chẳng hạn mình phải có cái tự do của mình. Mình là vợ nhưng mà mình cũng phải có bạn bè, cũng phải đi chơi, cũng phải thoải mái, cũng phải xả stress rồi này kia, các bạn hiểu không? Xí Sơn là cậu nói thương hiệu người Hải Phòng. Câu nói, yeah đúng rồi, Xí Sơn. À, em nào muốn lên thì xoay xoay cái điện thoại ra. Như ông huyện nhà mình á, ông ấy thấy mình á, ở nhà không đi đâu, ông hỏi không đi đâu chơi à? Hay là ông khi mà ông nghe thấy mình có bạn bè rủ đi chơi hay là cái gì á, là ông rất là thích. Đó. Chứ không như nhiều người đàn ông khác ấy, khi vợ đi chơi là gầm gừ rồi này kia các thứ. Nên mình đôi khi mình, những cái ông đó thì đi được, đi nhậu, đi nhuẹt, rồi đủ các thứ được. Nhưng mà khi mà vợ đi á, là bắt đầu cáu gắt, là cấm đoán người ta, không cho người ta đi. Cho nên là mình nhiều khi mình cũng là phận đàn bà, nhưng mà mình nhìn đến những cảnh đấy mình rất là cảm thấy là khổ thân cho các chị em. Có những cái ông chồng nào ấy, thì mình cũng nên thoáng với vợ một tí. Đừng có như bố người ta nhé. Vợ chồng cũng chỉ là một người bạn đời với nhau thôi. Này rồi mà cũng như là chửi cộng sản là độc tài, nhưng mà các bố còn quá cộng sản. Chúng đang kêu gọi dân xuống đường đến tòa đại sứ các nước xin tị nạn, không thèm sống với Việt Cộng. Bọn nào đấy, cái bọn đấy nó hình như nó hết trò rồi. Ôi giời ơi, tôi cũng đến lại mấy cái người chống cộng ấy, cái trò gì vậy? Sao vậy chị? Gì sao vậy chị? Làm sao? Chị đâu có làm sao đâu. Đang xin tị nạn. Mà mọi người có thấy là mấy cái thằng mà nó cố gắng để nó chửi cộng sản ở Việt Nam á, rồi nó làm trò này trò kia để nó được đi Mỹ, như là thằng Cù Huy à, Vũ này, thằng cái gì, thằng gì mà bị cụt tay nhỉ,
cô với Vũ à, thằng cái gì Điếu Cày á, rồi mấy đứa nữa. Đấy, bây giờ sang ấy thì không biết là nó nhặt ống bơ hay nó nhặt cái gì, không biết đi làm cái gì để mà sống. Chính ra những cái đứa đó nó là những cái thành phần có hiểu biết trong xã hội, có học thức trong xã hội, mấy cái đứa mà được đi sang bên đó đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà khi nó sang đấy nó chẳng làm một cái hạt cát gì ở cái đất Mỹ đấy cả. Các bạn hiểu không? Nếu như mà chúng nó ở Việt Nam á, với cái học thức của chúng nó sẽ làm người này người kia tôn trọng nó, hoặc nó làm, người ta nói là theo thời cuộc mà, đúng không? Mình sống mình muốn thành tài mình phải theo cái thời cuộc. Nhưng mà chúng nó đi ngu, đi cái con đường ngu. Chỉ những cái thằng đấy nó có học, nó có này kia các thứ, may ra nó mới được qua bên Mỹ. Chứ còn mấy ba cái con mẹ cứ động một cái há mồm ra cho hết phụ tùng này, phụ tùng kia, chửi cộng sản ở giữa đường, giữa chợ. Thì những cái chuyện đấy chỉ làm cho cộng sản người ta càng mạnh lên thôi. Tại vì cái đó chứng minh được, lại càng quảng cáo cho cộng sản là những cái cộng sản quá là tự do đi. Tại vì chửi như hát hay ở giữa đường, giữa chợ, rồi năn đùng ngã ngửa ra, rồi chửi cảnh sát các thứ. Người ta không động chạm đến mình, người ta cứ để cho mình chửi tự do như thế. Thì chính chúng nó lại là những cái người mà đi quảng cáo sự tự do cho cộng sản. Mình nghĩ là như vậy. Nó tìm cớ để biểu tình đó, chế ơi. Thì nó, cái bọn mà lèo báo ở bên hải ngoại đấy, bây giờ chúng nó không có kiếm được cái tin tức gì. Thì chúng nó, ví dụ nó gửi cho mấy chục, mấy trăm rồi nó về làm ba cái trò linh tinh lên để nó kiếm cái tin tức, để nó đăng lên, để nó kiếm tiền thôi. Tại vì càng nhiều người vào view, càng nhiều người xem ấy, thì nó được cái tiền quảng cáo. Đó, chứ nó hoạt động cái gì? Cái bọn đấy nó không gãi được, không nhổ được cái lông chân nào của cộng sản đâu. Ở Việt Nam sướng bỏ mẹ không thích, thích qua méo làm người già. Cái gì? Cái bọn đấy ngu á. Bọn đấy tị nạn bây giờ đi sang Mỹ sống rồi, bây giờ muốn về Việt Nam cũng không về được. Nếu mà về phải đi tù tiếp, ở trong tù bao nhiêu năm đấy mới được chui ra. Chẳng hạn như thằng gì đấy, mấy cái thằng đó bị kết án rồi. Người Việt Nam hay, công nhận lãnh đạo Việt Nam hay. Mày thích đi, tao cho mày đi, đi đi. Sang đấy rồi mới biết. Đó. Hoặc là lại nói ngược lại như chúng nó. Bây giờ sang ấy, chúng nó không dùng được nữa. Chúng nó không muốn kêu mang cái nũ đấy nữa. Thì chúng nó quay ra, chúng nó bảo bọn đấy là cộng sản gài sang. Đó. Nó chỉ cần một câu thôi là nó hoàn thành nhiệm vụ với chúng nó rồi. Nó đưa cái mấy cái, nó làm cho loạn tùng bậy lên để nó đưa mấy cái thằng kia lên sang Mỹ để nó quảng cáo là ô bây giờ cộng sản thế này, dã man thế này thế nọ thế trai, xong rồi đi tị nạn chính trị, xong sang đấy nó dùng được bọn đấy được ngày nào ấy, nó mở đại hội ra, mở cái này mở cái kia ra để nó kêu quyên góp. Thế đến khi mà nhạt rồi, không còn cái gì để nói nữa rồi, thì bắt đầu nó cho một cái mác là cộng sản gài sang, thế là xong. Thế bây giờ cái thằng Việt Khang với cái thằng cái gì á, có bao nhiêu đứa nên chửi nó rồi đấy, các bạn nhìn thấy không? Chào Lý Già nhé, chào các bạn. Thì đó, cái đơn giản nó là như vậy thôi. Còn cái bọn ở bên này nó chẳng là cái gì đâu, nó chỉ trên những cái YouTube nó ầm 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 lên như thế thôi, chứ thực tế ở bên này ai người ta để ý đâu. Các bạn thấy không? Bây giờ biểu tình hết rồi. Biểu tình cái gì nữa? Trong khi Thủ tướng Úc rồi, Tổng thống Mỹ rồi, các nước đều bắt tay với cộng sản rồi. Thế có phải chúng nó bị thất bại rồi không? Chúng nó xưa nay chúng nó cứ ai mà bắt tay làm ăn với cộng sản á, là nó ra nó đứng ở cửa tiệm người ta nó biểu tình. Đó. Rồi nó chửi người ta là Việt Cộng nằm vùng rồi này kia trai nọ. Bây giờ
đến thủ tướng với tổng thống cũng về bắt tay cộng sản rồi thì chẳng có cái thằng chó nào nó đi ra nó biểu tình cả. Có thằng nào dám mò lên Nhà Trắng kia mà biểu tình ông Trùm Vải ấy không được bắt tay với cộng sản không? Có dám không? Nó vả cho răng giả tìm không thấy luôn á. Văng ra ngoài á, tìm không thấy răng giả đâu luôn á. Đúng không? Bọn này nó bọn điên, bọn khùng ấy. Bây giờ nó sang bên đấy nó già hết một lũ với nhau rồi, cô đơn ngồi ấy, chẳng làm cái gì thì chúng nó cứ ăn mày chữ trên. Chào Lisa Vũ ở Việt Nam, và nhất là thành phố Đà Nẵng nơi anh sinh ra sống, sinh sống không có người lang thang xin ăn, người vô gia cư, những trường hợp này nè. Nhà nước sẽ đưa vào các nhà tình thương hoặc các trung tâm nuôi dưỡng. Đúng rồi, tại lần đầu tiên nên già về đấy, thì hồi đó là năm 94, 95 gì đó, 93, 94, 95 gì đó, tại khái là lần đầu tiên đi xả về đó, là khi mà mình ra ngoài ấy, mình ngồi mình ăn là rất nhiều. Rất là nhiều trẻ con nó xin ăn. Nhưng mà bây giờ về đâu có người nào xin ăn nữa đâu, đúng không? Chờ tí gọi nào, có người gọi phone. Việt Nam đéo sợ Mỹ, đéo sợ Pháp, đéo sợ tụi China, đéo sợ tụi Japan, sao phải sợ ba que. Chính xác là vậy. Nhưng mà cái lũ đấy nó giống như là những cái vi khuẩn á, mà con người á, đâu có muốn vi khuẩn nó dính vào người mình đâu, đúng không? Đấy, chúng nó chẳng làm được cái gì đâu, nhưng mà nó cứ làm cho mình ngứa tai á, mình muốn chửi chúng nó thôi. Chứ chúng nó sang đây mấy chục năm chúng nó làm được cái tích sự gì? Nhiều thằng ấy, nhà còn không có mà ở, bày đặt sĩ nó nổ toàn những nổ gần như là toàn những là ra vẻ ta đây mà làm phọt kít ra nắm chuyện. Bây giờ nên giản nói đơn giản như này thôi, hình như là ở Mỹ là được gần 1.000 một tháng tiền già, đúng không? Thế thì tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền phone đã bao nhiêu rồi? Ở bên này á, thuê một cái nhà là cũng hơn 1.000 đô một tháng, đấy là nhà bình thường, nhà đều đều thôi đấy. Mà khi đi thuê á, là mình phải có công ăn việc làm, có thu nhập đàng hoàng nó mới cho mình thuê. Trừ những trường hợp, những cái người mà làm trốn thuế. Chẳng hạn có nhà muốn cho thuê, nên là cho xe phòng, cho ở người ta ở chung á, thì lấy tiền mặt. Sorry các bạn nhé, có người cứ gọi phone đến chắc cầm nhầm, nó cứ kêu. Thế làm sao mà sống kiểu như là sống, người ta cho thuê phòng để người ta lấy tiền mặt, người ta không phải đóng thuế, không phải khai thuế với nhà nước, thì may ra thuê được cái phòng của người ta chẳng hạn như vậy. Thế còn một gia đình có mấy đứa con thì đương nhiên là phải thuê một cái nhà ít nhất là 2 đến 3 phòng, đúng không? Thì cái tiền đó một tháng là cũng đã ngàn mấy rồi. Mình cũng không biết dạo này bây giờ bao nhiêu, nhưng mà ít nhất cũng phải gần 2.000 đồng một tháng đó. Rồi tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền phone, tiền xe, tiền bảo hiểm xe, tiền này tiền kia, rồi tiền thuế đường, rồi tiền, trời ơi, nó đủ các loại tiền các bạn. Cho nên là cái cuộc sống hiện đại, mình muốn hiện đại thì mình phải cần những cái đó. Lại nữa cứ gọi phone thôi mà không đi xả vũ cái nụ ba quen, nó muốn bị việc giống đó tuyệt giống à. Đúng rồi, bọn điên bọn khùng á mà.
Sorry các bạn nhé, tại vì có tên này nói chuyện lắm. Ok bye bye.